thế giới hoàn mỹ tập 297 thiên kiếp lại hiện hy vọng các vị sẽ giữ bí mật này tạm thời đừng để lộ ra ngoài thạch hạo nói rõ bên ngoài cơ thể của hắn quấn quanh ba luồn tiên khí nên có thể che giấu thiên cơ cường giả của ngoại giới không cách nào thông qua cánh hoa tiên đạo để quan sát chỉ cần người ở nơi đây không tiết lộ ra thì việc nơi này đã trở thành bí mật đám người này gật đầu ngày sau những tộc này đều cần hoang giúp đỡ cả um gợn sóng tựa như là lũ quét khuếch tán. Ông lão ở giữa đại trận mở mắt, ánh mắt này trong suốt hơn khi nãy nhiều, rồi nói, còn thiếu chút nữa. Lão đã là tồn tại vượt qua thiên thần, thực lực mạnh mẽ nên chịu phải nguyền rủa càng kinh khủng hơn, hơn một ly chất lỏng vàng này thì chắc chắn không đủ hóa giải toàn bộ nguyền rủa được. Dù sao, chỉ riêng thiên thần cũng phải cần tới hai ly lôi kiếp dịch này. Tiểu hữu, đại ân này không thể dùng lời để cảm ơn hết được, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi, hy vọng lần độ kiếp tiếp theo sẽ thành công, đệ nhất cao thủ bát tí hồn tộc nói. Lão không hề rời đi mà vẫn tự phong ấn mình ở chỗ này, tuy rằng thần trí đã không còn ngu ngơ nữa thế nhưng cũng không biết lúc nào lại tái phát nên cần phải cẩn thận, sau khi hóa giải toàn bộ nguyên rùa thì rời đi cũng không muộn. Thạch hạo ở lại cổ địa tế linh này đã được mấy ngày nên giờ muốn rời đi, thế nhưng các đại tộc gần đó đều muốn mời hắn ở lại và tới chỗ mình bế quan. Hắn cũng từng đi qua nhân mã tộc, cổ ma tộc, cũng từng cảm ứng được khí tức của hai vị thiên thần từng chặn giết hắn, thế nhưng hai tộc này cũng không hề nói thêm gì cả. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại lâu phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn có chút khúc mắc với tộc ta, đây không tính là tốt, mai sau nếu hắn độ kiếp thành công thì không biết chúng ta được chia mấy phần lôi kiếp dịch nữa, có người thì thầm. Hừ, thiên kiếp độ dễ vậy à, đặc biệt lại là đợt sau nữa, thứ này chắc chắn càng ngày càng mạnh, không chừng lần độ kiếp tiếp theo sẽ tan thành mây khói cũng nên, có thiên thần không vui. Rõ ràng, thiên thần từng muốn giết thạch hạo cũng chẳng hề che giấu, cũng không muốn theo sau xin lỗi nên âm thầm quan sát, lòng mang ý lạnh. Ẩm. Ừ. Mấy ngày sau, một tiếng nổ rung trời chợt vang lên, anh chớp vạn tầng. Có người độ kiếp, hơn nữa khí thế cũng vô cùng lớn lao. Chính xác, tin tức này đã gợi nên chấn động vô cùng to lớn. Sau khi Thạch Hạo độ kiếp thành công thì lại có người đi theo con đường này, dẫn lấy lôi kiếp để rèn luyện bản thân. Một thanh kiếm chém phá hư không, một bóng người cô độc dưới bầu trời dẫn ra một kiếp nạn đáng sợ, ánh chớp vô số bổ xuống khiến cho cả mặt đất đều sụp lún. Một người một chiều kiếm, hắn chống lại thiên kiếp này. Việc này chấn động cả tiên cổ, đặc biệt là những dân bản đại đều nhằm thẳng về nơi đó, dù là bát tí hồn tộc, mỹ nhân tộc, linh thánh tộc, cũng chẳng ngoại lệ mặc dù đã đạt được lời hứa của Thạch Hạo Thế nhưng vẫn muốn là người chạy tới trước nhất. Chuyện này ảnh hưởng vô cùng lớn đối với dân bản địa, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Lại có người độ kiếp nữa à, hy vọng sẽ thành công, cái tên hoang kia cho rằng mình là nhất ta, à? cho rằng bọn ta không thể rời xa hắn à, Mã Dược nói. Rất tốt, hy vọng người này sẽ thành công, ta phải tự mình tới quan sát mới được, Ma Lạc cật đầu. Những lời này đều là của các thiên thần thuộc nhân mã tộc, cổ ma tộc, cũng là cường giả từng ra tay chặn giết thạch hạo. Đại kiếp nạn trong thiên địa đã chấn kinh mười phương. Rất nhanh thì có tin tức truyền ra, người độ kiếp chính là cô kiếm vấn, đây là một vị quái thai cổ đại. Hắn tới từ kiếm cốc, lúc trước khi tiến vào tiên cổ thì hắn từng khiêu chiến với trường cung diễn ở tội châu, thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, xếp vào hàng đầu trong đám quái thai cổ đại. Thạch hạo nghe tin này thì nhíu mày, kiếm cốc, yêu long đạo môn, Hỏa Vận Động đều căm thủ đời sau tội huyết và từng trấn áp những người ở tội châu. Đệ tử của kiếm cốc, ta cũng muốn đi gặp mặt thử một lần, hắn thì thào. Ẩm. Ừ. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, cổ kiếm vân độ kiếp với thanh thế càng ngày càng lớn hơn và đã hấp dẫn không ít thiên thần. Thành công rồi, lại có người muốn thành công ư, lại tạo ra huy hoàng cực điểm nữa là, có người hét lớn, tin tức này đa truyền tới tổ địa tế linh. Mười phương đều chấn động. Ngày hôm đó, Cô Kiếm Vân đã độ thành công và cũng đã khiến cả tiên cổ tựa như gặp động đất, tạo nên sóng lớn kinh thế. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số người vọt tới và vây chặt nơi đó. Bởi vì, có người nhìn thấy được ở tầng lôi kiếp Vân trên cùng có một tòa tiên trì ẩn chứa lôi kiếp dịch, còn cô Kiếm Vân thì lại ngồi xếp bằng trựa thương ở bên cạnh. Việc này càng khiến người khác điên cuồng hơn, lại một nhân vật tuyệt thế nữa xuất hiện. Ha ha, rất nhiều người đều cười lớn, đặc biệt là đám thiên thần có địch ý với thạch hạo thì lại càng vui sướng hơn, mây mù đã được quét tan trong lòng. Giờ thì còn có gì để lo lắng nữa chứ, lại một vị thiên tài tuyệt thế xuất hiện và cũng đã vượt qua lôi kiếp, đạt được bảo dịch thần bí, như vậy cũng không cần phải đi cầu xin hoang nữa. Hoàng, hắn tưởng mình là ai chứ, là độc nhất vô nhị từ trước tới giờ à, đã có người thành công và thay thế hắn. Ha ha, nguyên rùa đã có hy vọng để loại bỏ, không nhất định phải văn này hoang nữa, giờ mà giết hắn thì sẽ có chuyện gì nữa. Có thiên thần đứng ở trên không trung nói thế, tinh lực kinh người. Thiên kiếp chỉ còn sót lại vài ánh chấp dư thừa nên cũng xem như là đã kết thúc, nhưng cô kiếm vân vẫn còn đang chữa thương và bảo vệ lôi trì. Một vài thiên thần phát ra vòng sáng bảo vệ lấy hắn, chờ sau khi hắn ra khỏi lôi vân thì sẽ mời về trong tộc mình. Việc làm người khác bất ngờ hơn cả chính là hai thiên thần của nhân mã tộc và cổ ma tộc đều đứng trong đám người này, đó chính là mã dược và mặc la. Bọn họ đang cười to sảng khoái khiến người khác ngạc nhiên không thôi. Ồ, hai tộc đó không phải đã mời hoang tới à? Vì sao những người này lại đứng chung với đám thiên thần kia? Ấy, nói nhỏ chút, mã dược và ma lạc chính là hai vị thiên thần từng ra tay với hoang. Trước đây không lâu thì rơi vào thế bị động, nhưng giờ gặp phải cảnh này tự nhiên sẽ thà lòng vui sướng rồi. Cuối cùng, cô kiếm vân đi ra khỏi lôi vân, hắn đã hoàn toàn thành công, trên người mang theo khí tức mạnh mẽ, đã tiến vào lĩnh vực chân thần, trở thành một trong những kỳ tài ngủ trời mạnh mẽ nhất. Ngoại giới, dù đại sự đang diễn ra thế nhưng sau khi biết cô kiếm vân độ kiếp thành công thì vẫn khiến ba ngàn châu đều chấn động. Tốt, tốt lắm, cô kiếm vân không ngờ lại tuyệt vời như thế, có thể dẫn lấy và độ thành công lôi kiếp, hắn đã vượt qua rất nhiều tiên hiền. Bốn phương đều chấn kinh, Ba ngàn châu không thể bình tĩnh được. Đời sau tội huyết, người cho rằng chỉ có mình mình thôi à, người chúng ta cũng đã thành công, gì địa tiên cổ một khi mở ra thì chính người mới là người phải chết, có thiên thần lạnh giọng nói. Đám hỏa văn động, yêu long đạo môn đều hận Thạch Hạo thấu xương, rất muốn tiêu diệt hắn thế nhưng tiếc là không thể đi vào tiên cổ được. Tiểu Hữu, có muốn tới bộ tộc ta không? bên trong di địa tiên cổ có một vài thiên thần vô cùng ngóng trong truyền âm cho cô kiếm vân, ai cũng muốn ngăn cản những tu sĩ của các tộc khác để mình dẫn người này về tộc. Tiểu đạo hữu, có mang lôi kiếp dịch ra được không vậy? Có thiên thần lại hỏi thẳng. Nhân mã tộc và cổ ma tộc ta sẽ hộ tống giúp ngươi, trợ giúp ngươi đoạt được vận may lớn nhất trong tiên cổ này, lại có hai thiên thần tiến lên, chính là mã dược cùng ma lạc. Thạch hạo nếu ở đây thì chắc chắn sẽ hiểu tất cả. Rất nhanh, ánh mắt của rất nhiều người trở nên thèm thuồng muốn dùng thánh vật để đổi lôi kiếp dịch của cô Kiếm Vân. Ta sẽ đưa cho các vị tiền bối mà, cô Kiếm Vân nhẹ giọng nói, hắn cũng không hề nói điều kiện để trao đổi mà cứ thế lấy mấy bình ngọc ra rồi đưa về phía đám thiên thần này. Lần này càng tạo nên náo động hơn nữa. Cũng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn, dù là thiên thần của bác tí hồn tộc cũng thiếu chút nữa đã xông tới, tiếc là bọn họ đã chậm một bước. Tiểu hữu đúng là người chính trực, không hề có ý giữ lại cho bản thân mà lại đưa hết cho bọn ta, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Có thiên thần cười lớn, thần sắc vô cùng kích động. Tất cả những thiên thần có mặt ở nơi này đều buông lời tán dương. Đúng là hoàn toàn khác nhau mà, cũng là độ kiếp thành công thế nhưng có người đã từng đầu cơ kiếm lợi mà tiểu đạo hữu lại thẳng thắn như vậy, thật khiến người khác bội phục, Mã Dược nói. Đây chính là đang chỉ trích thạch hạo, Mã Dược đã cầm chặt bình ngọc chứa lôi kiếp dịch nên không còn lo lắng gì nữa, chuyện gì cũng chẳng sợ. Mà là cũng là thế, vui mừng khôn xiết, hắn biết nguyên rủa có khả năng được giải trừ nên nói người và người chẳng hề giống nhau, tiểu đạo hữu lại có đạo đức rất tốt, tương lai nhất định sẽ có thành tựu to lớn, ta tin rằng sẽ có người phải cuống cuồng chạy theo, dù sao cũng không phải là người duy nhất, ha ha. những thiên thần khác cũng hết lòng khen ngợi, đều hy vọng mời cô kiếm vân tới tộc của mình. không thể không nói, cô kiếm vân có thiên phú dị bẩm, mạnh mẽ phi phàm, đã vượt qua được thiên kiếp lúc này hắn nở nụ cười nhè nhẹ lần độ kiếp này thành công quả nhiên có ảnh hưởng rất lớn thực lực bản thân tăng lên nhanh như gió hắn nở nụ cười tất cả đều phát triển theo chiều hướng mà hắn dự liệu hắn khiêm tốn như thế là đúng nhất định có thể lôi kéo một vài thiên thần hình thành nên một luồng sức mạnh thật to lớn hơn nữa nếu so sánh đôi bên thì hắn càng chiếm ưu thế hơn cả hoang cho nên nụ cười càng sáng lạn hơn ta muốn hóa giải ngay nguyền rủa có thiên thần nói trên thực tế, sớm đã có người không cách nào chờ được và đã uống xong lôi kiếp dịch, lúc này đang ngồi xếp bằng ở trong hư không đồng thời nhắm thia mắt bắt đầu hóa giải nguyền rùa. Thời gian trôi qua, người uống lôi kiếp dịch sớm nhất mở mắt rồi lộ vẻ nghi ngờ, nói, hình như, không có tác dụng. Không đúng, nguyên rùa của ta vẫn còn, cũng chưa hề yếu đi, lại có thiên thần mở mắt ra đồng thời lộ vẻ không hiểu. Nụ cười của cô kiếm vân chợt động lại, hắn nhíu mày, sau đó, toàn bộ thiên thần đều đứng dậy, ai nấy cũng cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay mình đồng thời nắm chặt nắm đấm, về mặt đầy phức tạp. Xa xa, rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên. Tại sao lại không có tác dụng, có thiên thần gầm nhẹ, đều là lôi kiếp dịch, cũng mang màu vàng, nhưng tại sao lại không có tác dụng? Khi xác định nguyên rùa vẫn còn, không thể hóa giải được thì những thiên thần này tựa như từ thiên đường rơi thẳng vào địa ngục, vẻ vui sướng đều biến sạch, vẻ thất vọng ngập tràn. Chuyện gì đã xảy ra, có người giết gào. Bọn họ tỏa ra thần thức đầy mạnh mẽ để quan sát thật kỹ, sau cùng là thở dài. Lôi kiếp dịch này tuy có màu vàng nhưng bên trong lại ẩn chứa ánh tím, không quan sát kỹ thì sẽ khó mà phát hiện ra được. Càng kiểm tra thì sẽ càng phát hiện được ánh tím nồng đậm ẩn vào bên trong ánh vàng. Có người tinh luyện lôi kiếp dịch này thì chỉ còn lại một chút chất lỏng màu vàng, phần lớn đều là màu tím và bị chất lỏng màu vàng này nhuộm thành. Thứ lôi kiếp dịch này không có tác dụng, những thiên thần này vừa tức vừa sợ. Mặc dù là thiên thần thế nhưng bọn họ không có vượt qua thiên thần, mà trước đây bọn họ cũng chỉ thấy có một người gợi ra sấm chấp thiên địa hoặc là đọc được trong cốt thư mà thôi. Khi cố kiếm vân độ kiếp thì bọn họ cũng nhìn thấy được lôi trì, cũng thấy được biển sấm vô biên vô tận, tất cả đều cho rằng đó là lôi kiếp mạnh nhất, nhưng giờ nghĩ lại thì kém xa. Lôi kiếp dịch không phải từ thiên kiếp mạnh nhất thì đều vô dụng. Vào lúc này, mã dược của nhân mã tộc sắc mặt tái xanh, nhớ tới những gì mà bọn họ vừa nói thì nắm chặt nắm đấm. Ma lạc của cổ ma tộc cũng hối hận không thôi, rất muốn tát cho mình một cái, giờ làm thế nào thì mới ổn thỏa đây. Lời mới vừa rồi đều chuyển tới tai hoang thì sau này đừng hòng nghĩ tới việc hóa giải nguyện rùa nữa, chắc chắn bọn họ sẽ không có một giọt lôi tiếp dịch nào những thiên thần khác về mặt cũng đầy khó coi chuyện này đã khiến bọn họ ý thức được cái gọi là vui quá hóa buồn cao hứng quá sớm mà hơn nữa lời vừa rồi đã đắc tội với hoang tin tức truyền tới tổ địa tế linh thạch hạo chỉ nhẹ nhàng nói một câu lôi kiếp dịch màu tim khi ta ở tôn giả cảnh thì đã từng độ qua và đạt được cả một ao lớn lời như này được truyền ra lại khiến mọi người náo loạn đây là lần đầu tiên mọi người biết được hắn từng độ kiếp ở tôn giả cảnh sắc mặt của cô kiếm vân đầy khó coi hắn khổ cực độ kiếp thần linh thì mới chiếm được một chút lôi kiếp dịch thế nhưng chính bản thân lại không hề dùng tới ấy vậy hoang lúc ở tôn giả cảnh cũng đã độ kiếp và lại cũng là lôi kiếp dịch màu tím cô kiếm vân tức giận sắc mặt trắng bệch ầm ừ. thiên kiếp lại hiện liên tiếp có người trong tiên cổ độ kiếp đám thiên thần mã dược ma lạc nhanh chân chạy tới thế nhưng những người này đều thất bị khi đang độ kiếp hình thần đều diệt không phải ai cũng như hoang ai cũng có thể độ kiếp hơn nữa lại là thiên kiếp mạnh nhất có người nói lời này đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều người cần sút độ kiếp đang có xu hướng mạnh lên thành bão táp khắp nơi đều nghe ngóng tác động tới mọi người trong tiên cổ này thế thì đã sao lôi kiếp mạnh nhất cũng không phải ai cũng có thể độ tới hiện giờ cũng chưa hề có ai phá tan thần thoại của thạch hạo dù là lôi kiếp bình thường cũng không thể thành công gần như đã chết sạch tiểu hữu, đây là một viên thần đan được lấy dẫn hồn liên làm chủ dược, mấy chục thánh dược là phụ, luyện chế vô cùng nghiêm ngặt thì mới thành công. Thiên thần của nhân mã tộc nói đồng thời mỉm cười làm lành, hắn đưa cho Thạch Hạo một chiếc bình ngọc. Bên trong có một viên bảo đan tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếc bình ngọc trắng này chỉ cao ba tức thế nhưng lại phát ra ánh sáng chói mắt, vừa mới mở nắp bình thì hương thơm lan tỏa, mưa ánh sáng chiếu rọi. Dẫn hồn liên là một thần dược, là báu vật vô giá trên đời, khắp thế gian cũng khó mà tin được, bảo đan được luyện chế từ thứ này thì chắc chắn giá trị sẽ kinh thế. Thạch Hạo không nhận, nói, nghe nói mã dược của quý phái từng chế nhạo, khinh bỉ, địch ý vô cùng sâu đậm với ta, không biết người trước kia chặn giết ta có phải là hắn hay không. Lão thiên thần của nhân mã tộc lúng túng, việc tặng thần đan này chính là muốn xoa dịu bầu không khí hồng muốn kết thân với Thạch Hạo, thế nhưng mã dược lại vô cùng quá mức, chạm ngay váy ngược của người này. Lần chặn giết trước cũng còn chưa có nói rõ thế nhưng hiện giờ hắn lại đi chung với đám người có thù hận với Thạch Hạo, lời nói thì khinh bỉ mỉ mỉa mai Thạch Hạo. Tiểu hữu, Mã Dược là một kỳ tài 500 năm cũng khó gặp, cộng với việc trở thành thiên thần nên mới kiêu ngạo như vậy, nếu có chỗ nào không phải kính xin thứ lỗi, lão thiên thần nói. Loại kiêu ngạo này ta chẳng hề ưa chút nào, hơi một tí là đòi lấy mạng của ta, nói thật, ta cũng muốn kiêu ngạo với hắn mấy lần á, Thạch Hạo thờ ở đáp. Lần đầu tiên khi Mã Dược ra tay chính là thèm khát hạt giống tiên đạo trên tay của Thạch Hạo, dù là những người trong tộc ai cũng muốn bảo vệ thế nhưng vẫn cố ý ra tay, có thể thấy được hắn chẳng hề kiêng dè điều gì cả. Chuyện trước kia đã qua thì cũng thôi, lần này Thạch Hạo chỉ mới hỏi sơ qua ngày đó là cái nào từng ra tay với mình thì cái này lại cảm thấy khó chịu chứ chẳng hề có chút áy náy nào. Trái lại sau khi biết có người độ kiếp thì còn thẳng thường nói rõ định ý của mình với Thạch Hạo. Nhân vật lòng lang dạ sau này thì dù có nói bất cứ thứ gì thạch hạo cũng không bao giờ đưa lôi tiếp dịch, thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu mình đưa bảo dịch cho tộc này thì lại sẽ rơi vào trong tay mã dược. Tiểu đạo Hữu, lão Hú cố ý mang tới một thứ tốt cho tiểu Hữu đây, lão thiên thần của cổ ma tộc đã tới, hắn đưa tới một thanh mâu đồng, có người nói rằng đây là di vật tiên cổ. Bọn họ đều giống nhân mã tộc cũng có thiên thần ra tay với Thạch Hạo, hành động của Ma Lạc đều giống như mã dược cho nên đã làm cho tộc này rơi vào thế bị động. Hai vị lão nhân ra, cảm ơn mọi người, vậy thì ta xin nhận vậy. Thạch Hạo nói, nếu như còn từ chối nữa thì chắc chắn sẽ gặp phải sự căm ghét của cả hai tộc này, nếu như vậy không bằng nhận lấy cho xong. Những chuyện khác hắn không nói, nhưng nếu như có lôi kiếp dịch thì không thể cho mã dược, càng đừng nói giúp ma lạc hóa giải nguyện rùa. Hai lão thiên thần thất vọng ra về, bởi vì bọn họ đều không nhận được bất kỳ lời hứa hẹn nào, thế nhưng dù sao cũng còn hơn là bị cự tuyệt. Mỗi người trở lại tộc mình rồi mở ngay một cuộc hội nghị ứng phó với nguy cơ nguyền rủa. lúc này đám mã dược và ma lạc cũng bị các lão thiên thần trong tộc chất vấn. Chỉ là, đều là thiên thần và hai người bọn họ cũng là nhân tài mới xuất hiện, thiên tư siêu thuyệt nên không thể trấn áp, thậm chí là gian dạy được. Hơn nữa, hai người đều mang theo ý lạnh, Lúc trước chặn giết hoang là vì tiên chủng nên đã khó quay đầu lại rồi, giờ lại xuất hiện tình huống này thì càng không muốn xin lỗi thạch hạo. Có gì mà đạt không được chứ, chờ xem thử hắn có thể vượt qua thiên kiếp lần tiếp theo không đi, từ xưa tới giờ có mấy ai có thể thành công chứ, hơn nửa đều bị xét đánh tới chết, hóa thành cặn bá cả, mã dược nói. Nhiệt xúc, ngươi đang nói cái gì đó hả, hiện giờ tất cả mọi người đều hy vọng hắn sẽ thành công, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn chết à, lão thiên thần trong tộc quát lớn cổ ma tộc cũng như vậy, cũng gặp phải vấn đề tương tự, cơ bản ma lạc không hề hối hận, trái lại còn cười lạnh, sự thù địch vô cùng. Nếu như hắn thành công vượt qua được thiên kiếp và nếu hiểu chuyện thì không nói, nếu không, chính ta sẽ tự đi lấy, không thể để mặc cho nguyền rùa phát tác được, ta nhất định phải hóa giải. Người còn muốn đi cướp, lão thiên thần trong tộc tức giận ta cũng vì bộ tộc mà thôi, sau khi ta hóa giải được nguyền rùa thì những lôi kiếp dịch còn dư lại tự nhiên sẽ đưa cho tộc nhân thôi, Ma Lạc Lạnh lẽo nói. Ngoại giới, các tộc đều đang bàn luận, người từ bên ngoài tới đều dồn dập độ kiếp nên đã tạo nên những dung chấn không hề nhỏ. Mà trong mấy ngày này, dù là trong dân bản địa cũng có không ít kỳ tài độ kiếp, muốn liều vượt qua cửa ải này bởi vì sự thành công của Hoang nên đã khích lệ rất nhiều người. Rất nhiều kỳ tài kiệt xuất nói theo, ai cũng muốn lưu danh trên sử sách. Thế nhưng, sự thật lại rất tàn khốc, trong mấy ngày này không ngừng có người chết đi, toàn bộ hóa thành cho than, không một ai có thể gắng gượng nổi, đây là thực tế đầy đáng sợ. Công nhận hoang kinh khủng thật, nhiều ngày đã trôi qua, những nhân kiệt mạnh nhất của các tộc không ngừng chết đi, cơ bản không cách nào chịu nổi việc bị xét đánh. Càng như thế thì càng nhiều người mới hiểu được sự siêu phàm của hoang, hắn hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Đương nhiên, cô Kiếm Vân cũng đã được mọi người nhắc tới, Tuy rằng không phải độ thiên kiếp mạnh nhất thế nhưng hắn đã gắng gượng được là người duy nhất ngoài thạch hạo còn sống. Rất nhiều tộc mạnh mẽ lôi kéo lấy hắn, cho rằng hắn có tiềm lực kinh người, tương lai có thể sẽ có tư cách để dẫn phát thiên kiếp mạnh nhất. Trường Cung Diễn, đừng có nhẫn nữa, cái tên từng đâm trọt ngươi đã độ kiếp thành công rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn vượt qua hắn hà, tên mập tào vũ sinh khích tướng. Trường Cung Diễn thì rất nhã nhặn, không hề nói lời nào. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, vị tứ quan vương này tất nhiên rất siêu phàm, tâm tình lại rất tốt, không hề bị người ngoài quấy phá, tâm trí kiên định, thành tựu trong tương lai khó mà suy đoán được. Ta cũng muốn thử độ kiếp một lần xem sao, tên béo họ tào nói, bởi vì hắn đã thành công tu ra một luồng tiên khí, thế nhưng cũng không có nói cho mọi người biết mà thôi. Ẩm! Um. Một luồng khí tức kinh khủng bùng phát chấn động khắp các tiểu thiên thế giới trong tiên cổ, lúc này mỗi người đều cảm ứng được có một gận sóng to lớn đang khuếch tán vân giới, vẻ yên tĩnh vị đánh vỡ. Một tòa cung điện từ trong hư không hiện lên, xung quanh là những khe lớn đen ngòm đang lan tràn ra xung quanh khiến cho cả giới này như muốn sụp đổ, tựa như một con thú khổng lồ từ tiền sử xuất thế. Nó to lớn, hùng vĩ, khí thế hào hùng bồng bềnh trong hư không và từ từ hiện ra ngoài. Mái ngói màu vàng, phù điêu cổ xưa, điềm lành chiếu rọi, mây mù lượn lờ, tất cả tôn lên vẻ cổ xưa, tang thương tựa như là một kỳ nguyên khác đang vượt qua dòng sông thời gian để giáng lâm tới nơi này. Trước cung điện, thềm đá tỏa ra khí thế đại đạo, từng chiếc cột trụ to lớn vững trái đâm thủng bầu trời, tựa như đang nâng lấy trời cao vậy. Đạo cung vàng, cổ điện tiếp đón, lần nữa xuất hiện. Ngày đó, lúc Thạch Hạo vừa mới tu ra luồng tiên khí thứ hai thì đã từng thấy qua, khi đó thập quan vương, trích tiên của hung xào, mình xuyên, đều tới hỏng tranh đoạt tạo hóa sau cùng chỉ có một nguyên thần thần bí tựa như vừa thoát khỏi nhà giam đen tối rồi chui thẳng vào cổ điện này trời ơi tòa cung điện này đã hiện ra một cách chân thật không còn lờ mờ như trước nữa tin tức này tựa như thủy triều bao phủ mười phương tất cả mọi người đều biết việc này có ý nghĩa gì tòa võ đài kia muốn xuất hiện rồi quần hùng tranh bá thiên tài giao tranh ai là đệ nhất thiên hạ ai có thể đạp lên vùng đất tạo hóa cuối cùng ai là trí tôn tất cả sẽ được tiến hành ở trên võ đài này từ xưa tới nay, pháo đài kia sẽ xuất hiện cùng với cổ điện tiếp đón này. Quả nhiên, ngay khi đạo cung vàng xuất hiện thì một kiến trúc cổ khác vô cùng to lớn cũng xuất hiện theo, nó được xây từ nham thạch thần bí, là một sân thi đấu vô cùng cổ xưa. Nó rộng lớn vô cùng, tựa như là một hòn đảo nhỏ đang lơ lửng giữa trời cao và trôi nổi cùng với đạo cung vàng kia. Bó đài không hề có chút ánh sáng lộng lẫy nào, cũng hàng hề có khí tức tiên đạo, trông rất đơn giản và tối tăm, bên trên có những vết máu đỏ sậm, còn có những mẫu binh khí vỡ vụn, vết tích loang lộ. Thế nhưng, nó chỉ vừa mới xuất hiện thì cũng đã làm người khác cảm thấy một luồng sát khí ngập trời phả vào mặt, những người bình thường khi tiếp xúc thì đều sợ hãi, sụi lơ xuống mặt đất quả đáng sợ, nhìn thì bình thường thế nhưng tựa như có thể nuốt chửng hồn phách của người khác, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua là thấy khiếp sợ, run rẩy toàn thân. Đây chính là chiến trường mạnh nhất tiên cổ, là võ đài dành cho tuyệt thế thiên tài. Từ xưa tới nay, nơi đó đã không biết chết bao nhiêu người, tất cả đều là những người mạnh nhất của các tộc, đều là những sinh linh thuộc hàng thiên kiêu cao cấp nhất, đều không sẽ không có tư cách để bước lên. Điều như nói địa phương mà quái thai cổ đại chết nhiều nhất chính xác chính là phía trên tòa võ đài này mọi người sẽ không cách nào quên được cuộc đại chiến ngày xưa dù là di dân tiên cổ nhớ tới từng hình ảnh kia cũng sẽ không thể không thán phục có người vẫn còn nhớ lần đầu tiên minh xuyên xuất hiện thì thần tư phất phới ngạo thị quần hùng huyết chiến mấy tháng trời chém hết sạch quần hùng đạt được danh đầu bảng cũng có người nhớ như in thập quan vương dũng từ thiên hạ trong một trận gian khổ nhất gặp phải bát quan vương xuất thế hai bên triển khai cuộc chiến kinh thiên làm cho nhiệt huyết của tất cả mọi người đều sôi trào, ai nấy đều hò vang, và trước mặt tất cả mọi người hắn đã giết chết đối thủ của mình. Cũng có người còn nhớ, từ quan vương trường cung diễn, một mũi tên định càn khôn, giam cầm võ đài, toàn bộ mười phương đều nổ tung. Trong quá khứ, anh hùng xuất hiện lớp ấp, đời đời đều có cường giả, mỗi lần quyết chuyến thì sẽ đốt cháy tiên cổ, làm nhiệt huyết của mọi người đều sôi trào phong thái của bọn họ có giống như trước hay không, sự mạnh mẽ của bọn họ có thể hiện toàn bộ hay không, rất nhiều người kích động tới run rẩy, nắm chặt nắm đấm, chờ mong những vị vương kia xuất hiện và tranh bá. Tiến vào tiên cổ đã mấy năm rồi thế nhưng vẫn chẳng hề có chút tin tứ gì của những vị vương còn lại, bọn họ từng lưu lại ánh lửa rực rỡ nhất, hy vọng họ sẽ xuất hiện. Ta tin rằng bọn họ sẽ quyết chiến lẫn nhau, sẽ thể hiện phong thái vô địch của từng người không chỉ thiên tài của ba ngàn châu đang chờ đợi mà dù là dân bản địa tiên cổ cũng chăm chú nỗi lòng chập trùng không thôi võ đài rất lớn gần như đã hiện ra rồi có thể vài ngày nữa thì cuộc đại quyết chiến sẽ được diễn ra mọi người than thở thời gian của đời này quá nhanh đồng đảo thiên tài cũng chỉ mới tiến vào có mấy năm thì chiến trường trung cực của tiên cổ lại hiện ra ầm ừ. Ánh chấp to lớn xuất hiện kinh động sinh linh khắp nơi độ kiếp có người độ kiếp kìa, khí tức này quá mạnh mẽ, ở sao giới có người khiếp sợ, tất cả đều ngần đầu nhìn về nơi này. Chính xác là trích tiên đang độ kiếp, lôi đỉnh được dẫn tới mạnh tới mức không cách nào tưởng tượng ra được, hoàn toàn vượt xa kiếp vân của cô kiếm vân, thứ này bao phủ toàn bộ bầu trời. Thì thoảng có thể thấy được, huyết nguyệt bên trên hung sao đang run rẩy, đại nhật đỏ âu phát sáng, dị tượng kinh thiên mọi người kinh ngạc thế nhưng cũng chẳng dám lại gần, đó là tuyệt địa, có đại trận còn sót lại từ thiên cổ, dù là thiên thần cũng từng có người chết ở nơi đó. Giang giáp Tiền điện kinh thế, bên trong một di tích tiên cổ, lôi điện bổ xuống cả trăm ngàn tia, tất cả đan xem tạo thành một đại dương to lớn. Đó là nơi bị nguyền rủa, ngày thường không một ai dám lại gần, dân bản địa vô cùng sợ hãi tránh xa, thế nhưng hôm nay lại có người đang độ kiếp ở bên trong. Mọi người nhìn thấy được, một chàng trai mặc áo trắng gánh lấy thiên đồ đang vọt vào trong biển sấm, siêu nhiên và thần thánh không thôi. Lục Quan Vương, Ninh Xuyên, có người kích động nói lên cái tên này. Ầm. Ừ. Sấm sét trần thế, bên trên đại dương màu đen cũng có người đang độ kiếp, cả biển nước đều bị ánh chớp nhấn chìm, kinh khủng vô biên. Đó là Tử Vong Hải, không một ai dám đi vào, thế nhưng nơi đó lại bị thiên phạt, người đó là Thập Quan Vương, có người run giọng nói. Hôm đó, có quá nhiều chuyện xảy ra, bão táp bùng phát khắp tiên cổ. Hùng xào vắng lặng, chẳng hề thấy trích tiên đi ra. Di tích này chẳng hề có chút tiếng động nào, đình xuyên thì biến mất khỏi thế gian, chẳng hề thấy tăm hơi. Tử vong hải, sóng lớn ầm ầm, hồn ảnh trùng điệp, ác quỷ vô biên, thập quan vương khó tìm thấy. Rất nhiều nơi trong tiên cổ bùng phát lôi kiếp thế nhưng cũng chẳng hề thấy có ai bước ra khỏi những cấm điện này, tử khí âm u tựa như rơi vào trong vẻ quạnh hiu việc này càng khiến người khác khiếp sợ hơn, chẳng lẽ những người này đều chết cả. Nếu không thì sao lại yên tĩnh như thế, chẳng hề có chút tiếng động nào. Không ai dám xông vào, bất kể là hung sao hay là tử vong hải, đây đều là những cấm khu đáng sợ, từng có thiên thần rơi máu, người thường không ai dám tùy tiện đi vào. Nơi đây trở nên bí ẩn, tạm thời không ai có thể biết được bên trong phát sinh chuyện gì. Nếu như những người này chết hết thì chẳng phải sẽ không có ai có thể độ kiếp thành công, dù gì những người này mới có tư cách quyết đấu với thạch hạo trong tiên cổ này. Thổi xong, ta thấy trích tiên của hung xào rơi vãi máu tươi, ngã nhào xuống dưới, cả tiểu thế giới đó đều được dọi sáng, toàn bộ di tích đó đều sáng óng như sao trời. Ta thấy hắn bị đánh nát thân thể và ngã xuống, rất nhanh có người lên tiếng nói Ninh Xuyên đã chết điều thế thì đều chết hết cả rồi, thập quan vương cũng bị lôi kiếp xuyên thủng mi tâm, cả thân thể chìm trong tử vong hải. Một anh linh trong biển kia từng thấy qua. tin tức thế này vừa ra liền khiến cả tiên cổ như gặp phải động đất. đều đã chết hết, lẽ nào vì võ đài sắp hiện ra nên mới nóng lòng đột phá, muốn mượn lôi kiếp để bản thân đạt tới mức mạnh nhất, cho nên mới dẫn tới kết quả đáng sợ như này. toàn bộ tiên cổ đều sụp sôi, tất cả mọi người đều bàn luận trong mấy ngày tiếp theo tất cả các tiểu thế giới khác cũng không thể yên bình được rõ ràng thạch hạo cũng chẳng được yên thân rất nhiều bộ lạc trước giờ vẫn yên lặng thì đã cử người tới tìm hắn mong rằng ngày sau có thể nhận được lôi tiếp dịch hiện giờ chỉ có hắn mới có hy vọng thu được bảo dịch kia cổ điện tiếp đón hùng vĩ mái ngói vàng óng sáng rực từ xa nhìn tới trông có vẻ to lớn vô cùng ở bên cạnh võ đài kia càng ngày càng rõ ràng hơn nói chung lại vẫn kém một chút nữa vẫn không hoàn toàn hiện ra trong thế giới này thế nhưng tất cả mọi người đều biết không lâu nữa thì nó sẽ hoàn toàn hiện ra tổ địa tây linh mấy ngày gần đây thạch hạo đều tu hành tuy rằng không có đi ra ngoài thế nhưng vẫn quan tâm tới tin tức về tòa võ đài kia chờ đợi ngày mà thứ này chính thức hiện ra báo có cường giả của bộ tộc ngân huyết ma thụ tới chơi Ngày đó, có người của bạch tí hồn tộc tới bẩm báo, có người của một bộ tộc vô cùng mạnh mẽ tới chào hỏi, việc này làm cho cả hồn đảo chấn kinh. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết bộ tộc ngân huyết ma thụ kia đáng sợ tới cỡ nào, đó là một thánh địa vô cùng đáng sợ trong tiên cổ, được cho là một trong những bộ lạc mạnh mẽ nhất. Đặc biệt hơn, bộ tộc này cũng không phải rất hòa thuận với hồn đảo, trước kia từng xảy ra một vài tranh cãi sau đó không lâu thì thạch hạo được mời từ cổ địa tế linh tới hồn đảo bởi vì người tới lại muốn gặp hắn dù là tu sĩ của hồn đảo cũng không dám giấu giếm không cho hai bên gặp mặt tổng cộng có ba sinh linh đều mặc áo bào bạc tình khí tỏa ra cứ như những ngọn lửa trắng đang bốc cháy đầy đáng sợ trong đó có hai người trung niên đều là thiên thần một nam một nữ tinh lực cuồn cuộn thân thể tựa như là mặt trời đang tỏa nắng còn lại là một người thanh niên đang nở nụ cười ôn hòa, tinh thần phấn chấn, khí chất xuất chúng và bất phàm vô cùng. Rõ ràng, hai thiên thần này đi theo là để bảo vệ hắn, có thể thấy được thân phận của thanh niên này không bình thường tới cỡ nào rồi mà bản thân hắn lại cũng vô cùng xuất sắc, đã là chân thần đại viên mãn từ lâu. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, thạch huynh trẻ tuổi như vậy mà lại có thể khai sáng ra huy hoàng vô thượng, độ kiếp thành công, việc này đủ ghi vào trong sử sách rồi thanh niên này cười ha hà và tự giới thiệu bản thân, hắn tên là Ngân Khôi. Bên cạnh, lão thiên thần của bác tí hồn tộc bí mật tuyển âm nhắc nhở Thạch Hạo, đây là nhân tài mới xuất hiện của bộ tộc Ngân Huyết Ma Thủ, là một người có thực lực siêu tuyệt trong lứa cùng thế hệ. Đồng thời, hắn cũng có thân phận không hề bình thường, là dòng chính của tộc này và rất được tộc trưởng yêu mến, tương lai có thể sẽ là một nhân vật nổi bật. Thạch Hạo gật đầu, mỉm cười nói, không biết huynh đài tìm ta có gì chỉ giáo. Ngần Khôn cười nói, ta cũng vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tới thôi. Vì vô cùng kính phục nhân vật anh hùng đã độ kiếp thành công, nên mới cầu kiến như vậy. Người của Bát tí hồn tộc nhíu mày, bọn họ cảm thấy không hài lòng. Bộ tộc này vô cùng bá đạo, đáng sợ nhất chính là vị lão tổ của họ. Tuy rằng bị Nguyên rủa vây khốn thế, nhưng vẫn có thể duy trì được tỉnh táo. Cũng chính vì vậy mà bộ tộc này mới mạnh mẽ như thế, cho nên mới được một ít bộ lạc khác tôn làm thánh địa. Nếu như trước đây thì bát tí hồn tộc sẽ có đôi phần kiêng rè, nếu là những tồn tại cổ xưa vượt qua thiên thần ơ trong tiên cổ này thì sẽ có sức chiến đấu tuyệt thế, không cách nào ngang hàng được. Nhưng hiện giờ, bát tí hồn tộc đã lấy lại chút sức lực bởi vì lôi kiếp dịch đã giúp cho vị cổ tổ trăm vạn tuổi của bọn họ thức tỉnh và khôi phục lại chút thần trí. Thạch hạo cười tươi, nếu như người khác đã khách sáo với mình thì hắn đương nhiên sẽ chẳng hề thất lễ, sau đó thì ngồi xuống rót rượu nói chuyện với vị này. Hàn Huyền rất lâu từ tu hành tới bí bảo, rồi chuyển sang các di văn trong tiên cổ, ngân khôn nói rất nhiều và cũng vô cùng thân thiện khi nói chuyện với Thạch Hạo. Thạch Hạo biết rõ, ngân huyết ma tộc tới đây là muốn mời hắn tới tộc của mình, nhưng mà hắn cũng chẳng hề thể hiện gì cả, làm bộ như không biết, không muốn đi nơi đó. Thiên thần của Bát Tí hồn tộc hơi toát mồ hôi, đối phương là muốn hoành đau đoạt ái, muốn mời Thạch Hạo đi, việc này làm sao có thể được chứ? Đối với bộ lạc trung thành nhất với cổ tổ tế linh, chúng ta cũng chẳng hề thay lòng đổi dạ. Mặc cho năm tháng qua đi, vạn cổ lui dần thì chúng ta vẫn thủ tại nơi này, chưa hề bàn bội. Nhưng ngân huyết ma thụ này lại khác, từ lâu đã từ bỏ, không còn tôn kính nữa. Lão thiên thần của bát tí hồn tộc âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, điều thị đã hiểu. Mà lúc này, Ngân Khôn rút cuộc cũng mời lời mời Thạch Hạo tới chỗ hắn, đi tới tộc của mình. Thạch Hạo lắc đầu rồi từ chối khéo cũng không phải do lão thiên thần của bát tý hồn tộc nhắc nhở mà là bởi vì hắn có thể cảm giác được ngân khôn tuy rằng đang cười thế nhưng sâu trong lòng lại vô cùng kiều căng hôm nay tới đây nói năng nhẹ nhàng như vậy cũng là muốn nhờ vào hắn không cần nghĩ cũng biết là vì lôi kiếp dịch đạo huynh người có cần suy nghĩ thêm chút nữa không nếu đi tới tộc của ta thì chắc chắn sẽ có nhiều chỗ lợi hơn ở đây đó ngân khôn tựa như mất kiên nhẫn bởi vì nói chuyện lâu như vậy mà đối phương vẫn làm bộ không biết gì sau cùng lại còn từ chối nữa nơi này rất yên tĩnh, tu hành cũng rất hợp với ta, không cần phải đổi nơi khác, Thạch Hạo nói. Lúc này, một vị thiên thần trung niên đi theo bên cạnh Ngân Khôn mở miệng, nói, tiểu hữu, người cũng biết Ngân huyết ma tộc ta có cao thủ tọa chấn. Chỉ cần ngươi đi nơi nào thì chắc chắn sẽ không một ai dám tìm ngươi gây phiền phức. Ở đây thì sẽ có người tìm ta gây phiền à, Thạch Hạo hỏi ngược lại. Sợ rằng bát tí hồn tộc sẽ không thu xếp tốt cho người thôi, một vị nữ thiên thần khác lên tiếng. Nói như vậy, nếu ta đi tới bộ tộc của các ngươi thì sẽ không có việc gì, Thạch Hạo hỏi. Chính xác, chỉ cần ngươi ở chỗ bộ tộc ta thì sẽ không có ai có thể động tới ngươi, Ngân Khôn nói thẳng, tính kiên nhẫn càng ngày càng kém, trong lời nói còn pha chút vẻ kiêu căng. Xin lỗi, ta không muốn đi, Thạch Hạo từ chối thẳng mặt, hắn cảm thấy bộ tộc này có chút bá đạo, nếu đi tới đó thì hơn nửa sẽ bị giam lòng và phải cung cấp lôi kiếp dịch cho bọn họ đạo hữu, cần phải suy nghĩ thật kỹ đó, nếu như tới bộ tộc ta, độ kiếp ở đó và trả công bọn ta là lôi kiếp dịch thì chắc chắn chúng ta sẽ dành sự chiều cô lớn nhất cho ngươi. Ngân khôn lạnh lùng, chẳng hề còn vẻ cười cười như trước nói. Ta nói rồi, không muốn đi, thạch hạo lắc đầu. Sợ rằng không được đâu, lời nói của ngân khôn chuyển lạnh, ánh mắt cũng hiền chút vẻ hàn ý. Người đang uy hiếp ta, thạch hạo tức giận, bộ tộc này quả nhiên bá đạo hắn đã nói là không đi mà còn làm hành động này, nếu như tới nơi đó thì chẳng phải sẽ trở thành công cụ của bọn họ sao? Người có thể cho là như vậy, Ngân Khôn bình thản đáp. Bộ tộc Ngân huyết ma thụ, các ngươi đừng có quá đáng, đây là địa bàn của bát tí hồn tộc ta, lão thiên thần trầm mặt xuống cảnh cáo đầy nghiêm túc. Thạch Hạo cũng nói, nếu như các ngươi đã ngông cuồng như vậy thì ta cũng tiếp khỏi nổi, xin rời đi đi, ta chắc chắn sẽ không đi. Việc này không thể tùy ngươi được, ngân khôn lạnh lẽo chấp hai tay sau lưng nói đừng có rượu mời không uống mà lại cứ thích uống rượu phạt cút thạch hạo chỉ nói một từ hắn đã thật sự nổi giận đây là nhờ và cầu xin hà lại dám lớn tiếng áp đặt người khác nói ta cút người không đủ tư cách ta nghĩ tốt nhất ngươi nên bó tay chịu trói đi theo chúng ta đi thì hơn Ngân khôn lạnh lẽo nói, giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng từ trước đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là vẻ âm lãnh, kiêu căng vô cùng, cặp mắt nhìn chằm chằm thạch hạo như đang thúc ép. Lão thiên thần của bác tí hồn tộc sớm đã đứng dậy nhìn về phía hai vị thiên thần đối diện, chuyện này quả thật rất quá đáng. Thạch hạo đã nổi giận, đối phương ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, dám uy hiếp hắn, thật sự là khi người quá đáng. Đi thôi, người không còn lựa chọn nào khác, ngân khôn đầy kiêu ngạo nhìn thạch hạo muốn chết phải không? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Nhưng, đối diện lại có hai vị thiên thần, lúc này đều đang đi về trước và khóa chặt lấy hắn, lúc nào cũng có thể ra tay làm khó dễ. Người của bát tí hồn tộc sớm đã nổi giận từ lâu, lão thiên thần thì phát ra huyết khí chặn lại bọn họ. Bộ tộc ngân huyết ma thụ ta muốn mang người đi thì ai cũng không thể ngăn được, hắn là của chúng ta. Ngân khôn bình tĩnh nói, hắn không hề nhìn thạch hạo lấy một chút mà chỉ bức ép người của bát tí hồn tộc. Quá đáng, rốt cuộc, thiên thần khác của bát tí hồn tộc cũng đã tới và chuẩn bị ra tay với lão thiên thần. Đừng có ép chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngân khôn rất ngang ngược, lớn giọng nói thế. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía thạch hạo, nói, ngươi có đi hay không, lẽ nào chờ chúng ta động thủ rồi xách ngươi đi. Ta có thể giết hắn không, thạch hạo nhìn về người của bát tí hồn tộc. Muốn động thủ với chúng ta ha, ha ha, bát tí hồn tộc cũng kiềm chế không nổi nữa rồi à, không sợ đại họa diệt tộc ư. Ngân khôn cười khẩy, nói, quên mất, bộ tộc ta vốn hiền lành, chỉ mang hoang đi mà thôi, các ngươi lui ra đi, đừng có gây rắc rối làm gì. Người của bát tí hồn tộc tức giận vây ở phía trước, dù là thiên thần cũng không ngoại lệ. Đại chiến đã bùng nổ, ngân khôn hờ hững bóc nát một khối ngọc bài, trong nháy mắt, hư không nứt ra, một bóng người mạnh mẽ xuất hiện, một ông lão tóc bạc từ từ hiện ra cổ tổ của tộc này đã tới lão vừa mới hiện thân thì hư không đã dặn nứt hồn đảo sụp đổ khí thế kinh khủng tràn ngập khiến người người sụi lơ trên mặt đất rượu mời không muốn mà lại muốn rượu phạt mà ngân khôn lạnh lùng nói chẳng trách hắn chẳng hề sợ hãi dĩ nhiên đã đánh thức cổ tổ của mình không tiếc tất cả phát động cuộc đại chiến giữa hai tộc trên thực tế một vị cao thủ tuyệt thế xuất hiện chỉ một người thì cũng đủ bình định một phương trấn áp các tộc sẽ không có bất cứ bất ngờ gì tiểu hữu, xin hãy tới tộc ta làm khách. Ông lão vừa tới nói, lão là một bộ linh thân thế nhưng lại rất mạnh mẽ. Vận dụng tới chân thân thì sẽ phải đánh đổi có chút lớn, chỉ là lần thức tỉnh này đã làm tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, cho nên trong tình huống bình thường lão sẽ không rời khỏi bộ lạc, đại đa số thời gian sẽ ngủ say. Đào huynh, người hùng hổ hù người kinh vậy, đang lúc này, phía sau hồn đào phát ra lời nói, chỉ trong nháy mắt một ông lão với đầu tóc bù xu xuất hiện và chặn đứng nơi đó. Ngươi, khôi phục lại thần trí, cổ tổ của bộ tộc ngân huyết ma thụ giật này mình. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. đệ nhất cường giả của bát tý hồn tộc nói, khí tức của bọn họ quá mạnh mẽ khiến cho chín phần mười những người nơi đây đều vui dạp dưới đất, hư không thì uốn lượn và nổ nát. Mãi tới lúc hai người rời đi thì mới khôi phục lại bình thường. Ồm. Um. Một lát sau, thạch hạo xuất kích, một cước đạp bay ngân khôn ra xa. Ngươi, ngân khôn nổi giận thiên thần của bạch tí hồn tộc cũng ra tay ngăn cản hai đại thiên thần ở đối diện. Bụt. Một lát sau, ngân khôn phun ra ngụm máu và bị thạch hạo dẫn mạnh ở trên mặt, ngay cả hàm răng cũng dụng không ít. Tiếp theo, âm thanh răng rắc chuyển tới, thạch hạo không hề động thủ mà chỉ tăng lực dẫn mạnh chân xuống làm phát ra những tiếng lanh lành như kia bầu không khí hôm đó rất kỳ lại rất nhiều cường tộc cảm thấy được vẻ dị thường thế nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thì thoảng cảm thấy như có cao thủ tuyệt thế đang quyết đấu tiếp đó mọi người nhìn thấy người của bộ tộc ngân huyết ma thụ bị ném khỏi hồn đảo tuy rằng không bị giết thế nhưng đều gãy xương đứt cân mặt mày méo mó kể cả hai vị thiên thần cùng với ngân khôn thuộc dòng chính kia chuyện tình có chút phức tạp rồi Thạch Hạo xoa xoa huyệt Thái Dương, trước lúc võ đài xuất hiện thì các thế lực lớn của tiên cổ sẽ không thể ngồi yên, gió nổi mây cuốn, không biết sẽ lại phát sinh chuyện gì nữa. Ừm. Um. Mấy ngày sau, tiếng rung mạnh truyền ra, võ đài tiên đạo hoàn toàn xuất hiện. Cùng lúc đó, một tiếng nổ truyền khắp khiến mỗi tiểu thiên thế giới đều khiếp sợ, bởi vì có một vết rách to lớn đang xuyên thủng toàn bộ tiểu thiên thế giới này. Hả, chuyện gì thế, ngoại giới, người của ba ngàn châu trật giật này mình, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy được. Bên trong khu không người rộng lớn kia xuất hiện một vết rạn khư không mờ nhạt, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Nó rất mời nhạt thế nhưng lại rất dài, cũng không biết kéo tới bao nhiêu vạn dặm. Việc này, chẳng lẽ, tiên cổ sẽ nứt ra, chúng ta có thể đi vào trong. Ngoại giới, tất cả mọi người đều chấn động, có mấy người còn run rẩy vì kích động, ai nấy cũng muốn ngửa mặt hết thật dài. Việc này quá kinh người, tiền cổ ẩn chứa tạo hóa lớn nhất trong cả thế gian này, ai có thể đoạt được thì có thể ngạo nghế ở đỉnh cao nhất vạn cổ, thực hiện việc siêu thoát trung cực. Đáng tiếc là, tu sĩ vượt qua tôn giả cảnh thì không cách nào đi vào, đây là một tiếc nuối vô cùng lớn, giáo chủ bốn phía, thiên thần mười phương chỉ có thể nhìn chứ không thể lại gần. Hiện giờ có thể có một vết rách mờ nhạt đang mở ra trong khu vực không người kia, có thể đó sẽ là một cơ hội hiếm hoi đáng tới. Duệt có người ra tay, đó là một chiếc chuông minh nguyệt được mạ vàng đang ngân vang, thứ này được một lớp tiên kim sáng rực quấn quanh. Chiếc chuông vừa xuất hiện thì bầu trời nứt ra, uy lực mạnh tới mức dù là thiên thần cũng sợ hãi, sức mạnh này đủ nghiền ép một đám cao thủ cấp thiên. Chính xác, có giáo chủ xuất thủ đánh nứt ra vết rách hồng sông vào tiên cổ. Bong. Nhưng việc làm người khác giạt mình lại xảy ra, một luồng pháp tắc thần bí từ trong vết rách mờ nhạt kia tản ra rồi đánh văng chiếc chuông minh nguyệt đó nên biết, dù là bầu trời cũng bị âm thanh vang vọng của chiếc chuông này đánh nứt, thế nhưng khu vực dày đặc vết sạn này tại sao lại vững chắc như thế, lại còn có thể đánh bay binh khí của giáo chủ. Chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, vết nứt kia phát sáng, pháp tắc kinh khủng lan tràn đánh tiếp về phía chiếc chuông này. Giặc! Tiếng vỡ nát chuyển tới, chiếc chuông minh nguyệt đã bị tổn hại. Bên ngoài chiếc chuông này được trắng mỏng một lớp ánh sáng tiên kim, tuy rằng với một lượng rất nhỏ thế nhưng lại là tiên liệu vô giá, lúc này cũng không hề bị hao tổn gì cả, chỉ là thành chuông ở bên trong mới xuất hiện vết nứt vô cùng đáng sợ. Ở thượng giới này, những binh khí được thêm vào tiên kim dù chỉ một lượng rất nhỏ thì cũng đã là bảo cụ tuyệt thế, toàn bộ giáo chủ cũng chẳng có mấy ai sở hữu được. Thế nhưng, chiếc chuông minh nguyệt này lại bị hủy nên khiến lòng người đau đớn, quá đáng tiếc mà cũng chính vì thế mà tất cả mọi người cảnh giác hơn tiền cổ cũng không phải dễ tiến vào dù cho hiện giờ có xuất hiện vết rách thì cũng rất khó mở ra hoàn toàn ầm um, lại có giáo chủ xuất thủ thế nhưng cũng chẳng hề tế bảo cụ vì lo sợ sẽ bị hủy diệt mà chỉ thi triển một môn đại thần thông vết sách kia chẳng hề suy truyền mà tạo nên một đám xương mù hóa giải bảo thuật của hắn đồng thời một lực phẩn chấn cực mạnh đánh trả về hắn hắn này tránh thế nhưng núi sông đằng sau chớp mắt hóa thành cho bụi, ngọn núi to lớn hóa thành bụi phấn, toàn bộ thần linh đều sợ hãi. chư vị, chúng ta cùng liên thủ nào? có giáo chủ hét lớn. bọn họ nắm giữ sự hưng suy của thượng giới, là một nhóm sinh linh có thực lực mạnh mẽ nhất. hiện giờ tiên cổ lại xuất hiện vấn đề và có khả năng tiến vào được thì làm sao không động tâm chứ? chúng ta giáo hóa vạn dân, tuân theo khí vận thiên địa, lẽ ra cũng phải nên tham dự vào mới đúng, chư vị đạo huynh, cùng nhau xuất thủ nào, có người hưởng ứng. Một lát sau, một đám giáo chủ đều xuất ra bảo thuật, tập trung sức lực đánh về cùng một vết rách lớn. Dì địa tiên cổ, tất cả mọi người đều hoảng sợ, vết nứt kia quá to lớn, nó xuyên qua toàn bộ tiểu thiên thế giới, việc này có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ nơi đây sẽ bị hủy, không tồn tại nữa? Việc làm cho người khác bất an nhất chính là, một trong những tiểu thiên thế giới này lại chấn động, tựa như đang chịu phải công kích nào đó, bên ngoài như có người muốn đi vào đây. Nhưng dù thế nào đi nữa thì giới bích đó cũng rất khó bị ủy, bởi vì khe nứt ấy có một luồng pháp tắc thần bí đan dệt cùng nhau, thì thoảng còn có cả khí tức tiên đạo khuếch tán. Trong thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng nếu về lâu về dài, một tháng, hai tháng, mấy tháng tiếp theo thì có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn dân bản địa vô cùng lo lắng bọn họ cũng từng nghe về chuyện của ngoại giới nếu như một ngày nào đó nơi đây nứt ra thì sẽ phát sinh biến cố như thế nào loại xung kích đó khó mà tưởng tượng nổi còn các thiên tài đến từ ngoại giới thì lại hoan hô bởi vì chuyện này mang ý nghĩa rằng sư môn của bọn họ có thể sẽ giết thẳng vào trong đây về phía bọn họ thì đây là tin tức tốt bởi vì bọn họ biết bản thân mình không cách nào giành chiến thắng trong phần tiên cổ tranh bá được những quái thai cổ đại kia quá lợi hại một đám thiên tài kiêu căng tự mãn trước kia hiện giờ đều tràn ngập vẻ cay đắng. Sau khi nhìn thấy được những vương giả của cổ đại thì bọn họ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Ha ha, thiên thần của giáo ta chuẩn bị đi vào rồi, hoang, để ta xem thử ngươi tránh khỏi tai nạn này bằng cách nào, có người cười to. Giáng đợi, giáng chờ giáo chủ giáng lâm, bình định, định tất cả các địch thủ, gì mà trích tiên, gì mà hoang, tất cả sẽ bị trấn áp, cứ cho là các ngươi đang tỏa sáng đi, thế nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi những người như vậy cũng không phải là ít ví như những người thuộc minh tộc thiên quốc thần miếu hỏa vân động yêu Long đạo môn còn sót lại chẳng hạn thật sự là rất nhiều bọn họ rất mong ngóng giáo chủ sẽ xuất hiện và bình định tiên cổ sau đó cùng bọn họ đi đoạt tạo hóa lớn nhất từ cổ trí kim nhưng hiện giờ mọi người đều áp chế lại vẻ kích động mà nhằm về văn giới võ đài tiên đạo ở nơi đó đã mở ra một đạo cung vàng to lớn đứng sát bên cạnh Lúc này, đừng nói là những thiên tài tới từ ngoại giới, dù là dân bản địa của tiên cổ cũng nhanh chân chạy tới, cả vùng tiểu thế giới này trở nên chật ních. Tổ địa Tây Linh, Thạch Hạo thở dài, hắn đã nhận được tin tức, võ đài mở ra là một chuyện tốt thế, nhưng nếu xuất hiện quá sớm như vậy thì quả là phiền phức to. Tranh thủ thời gian thôi, ta nhất định phải quật khởi trước khi đám ngoại giới vào đây, đừng hiên ngang trên võ đài, bình định tất cả địch thủ, Thạch Hạo nói điều không, phiền phức sẽ vô cùng lớn, tạo hóa chân chính chắc chắn sẽ vô duyên với hắn, từng vị giáo chủ đi vào thì nhất định sẽ rất kinh khủng, chuyện gì cũng có thể làm được. Kết quả đó, chỉ cần vừa nghĩ tới thôi thì đã khiến người khác lạnh toát cả xương sống, đặc biệt về phía Thạch Hạo thì có thể sẽ là một con đường chết. Phụt. Thạch Hạo nhổ ra một ngụm máu lên tờ giấy vàng, thân thể chấn động không thôi pháp của liễu thần quả nhiên chẳng hề bình thường mà, hắn than nhẹ, đây vốn là phương pháp sinh mệnh, vấn đạo trường sinh, một khi tu hành thì ngoại trừ dính phải lực công kích đầy đáng sợ ra, những công kích khác với thương tích nhẹ hơn thì có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Chỉ là, bảo thuật này rất khó tu thành, nếu muốn tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh thì cần phải lý giải hiểu rõ sinh mệnh, cất bước trong làn danh sinh tử. Pháp này một khi tu thành thi tinh khí sinh mệnh của bản thân sẽ không bao giờ cạn kiệt, cuồn cuộn không thôi, có thể nói là tinh lực ngập trời, tựa như thập hung phục sinh, trở thành một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất. Đây là biến hóa của việc thoát thai hoán cốt. Thế nhưng, muốn sở hữu tinh lực cuồn cuộn, tinh nguyên sinh mệnh dương trào tựa như núi lửa thì trước đó cần phải đốt cháy bản thân, làm tiêu biến loại tinh huyết này. Muốn vậy, trước phải mất đi là sự thể hiện cơ bản của pháp này. Hiện giờ hắn đang rơi vào trong cục diện hỗn loạn này, vốn bảo thể sáng rực như thần kim thì nay lại mất đi vẻ lộng lẫy, thân thể trở nên khổ quắt. Phải chết sao, phải tiến vào trong danh giới đó để đột phá, thế nhưng tòa võ đài kia đã mở rồi, ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sắc bén, hắn tuyệt đối không bỏ qua cuộc tranh bá võ đài này. Hiện giờ hắn lại muốn đột phá, thiêu đốt tinh lực bản thân là đang trong quá trình vượt ải phải đi đánh bại đám quần hùng sớm một bước đồng thời đoạt lấy giải nhất trên võ đài này như vậy mới có thể giữ khoảng cách với mối nguy kia miễn việc ngoại giới quấy phá. Thạch Hạo nói. Lúc này da thịt của hắn càng ngày càng đen xì, cơ thể khô quắt, thiếu hụt tinh khí thần. Ốm. Um. Một lát sau ở bên ngoài cơ thể hắn bùng phát tinh lực vàng óng, thứ này hóa thành ngọn lửa hừng hực. Từ xa nhìn lại thì hắn vô cùng ống ánh, tựa như là một chiếc lò lớn vàng ươm. Thế nhưng nếu lại gần thì người khác sẽ phải kinh ngạc hơn đây không phải là đang đột phá mà là đang tiêu biến sinh mệnh phồn thịnh của mình hắn tựa như là pháo hoa đang bắn giữa trời thế nhưng lại trả giá là cả mạng sống mình ngày rồi đã tới lúc ngàn cân treo sợi tóc phải làm sao đây thạch hạo nhíu mày người của bát tí hồn tộc cũng đã bị kinh động từng người đều trận tròn mắt lão thiên thần tự mình chạy tới nói tiểu hữu tiểu hữu làm sao thế có cần lão hỗ trợ giúp không bọn họ còn lo lắng hơn cả thạch hạo, vạn nhất hoang xảy ra chuyện bất ngờ gì thì cả tộc họ cũng sẽ đau lòng theo, tất cả cũng đều chờ hắn hóa giải nguyền rủa. tiểu hữu, ta có thối ma đan, mau ăn vào. một vị thiên thần khác cũng đã kinh động và chạy nhanh tới, rồi lấy ra một viên bảo đan. hắn tưởng thạch hạo bị tẩu hỏa nhập ma. thạch hạo cười khổ, tình huống hiện giờ của hắn chẳng hề có chút liên quan gì tới tẩu hỏa nhập ma cả, chỉ là đang tự tiêu biến hết tinh lực của chính mình mà thôi. cái gì? đốt cháy tinh thần phồn thịnh của bản thân, sao lại có việc này chứ? Lão thiên thần nghe thế thì ngay lập tức sai người đi hái lá thần dược mang tới. Đừng, thạch hạo ngăn lại, hắn tuyệt đối không thể được bồi bổ, nếu không sự đốt cháy sẽ càng kinh khủng hơn, tựa như việc tưới thêm xăng vào lửa vậy. Làm sao đây, tình hào như vậy thì ta không thể bế quan được nữa, thạch hạo nhíu mày. Hắn hiện giờ không thích hợp để hành động, tình hình rất tồi tệ, tình huyết bản thân đang nhanh chóng tiêu biến, cơ thể càng ngày càng khổ quát cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu rõ vì sao liệu thần lại nhắc nhở như thế, chờ cảnh giới hắn cao hơn một chút, thực lực đủ mạnh thì mới tu hành pháp này, việc này rất then chốt. Muốn tinh lực cuồn cuộn thì trước phải hiểu được sự biến mất hoàn toàn, là tới thẳng nơi đó, hay là chờ sau khi xuất quan đây, thạch hạo khó có thể đưa ra quyết định. Vân giới, đạo cung vàng nguy nga, đây là cổ điện tiếp dẫn, và cũng chẳng ai biết nó đang tiếp dẫn thứ gì. Ở bên cạnh, tòa võ đài kia tối tăm mờ ảo, cổ xưa vô cùng, bên trên có những vũng máu đen chứng minh cuộc chiến đầu tàn khốc trước kia. Nó lơ lưỡng nơi không trung, to lớn vô ngần. Trên mặt đất hay trên vòng trời đều đầy ấp người, ai ai cũng chăm chú, bàn tán sôi nổi. Ai muốn làm người đầu tiên thượng đài đây? Rất nhiều người đều đang chờ đợi, không ai muốn mình làm người tiên phong, sợ bản thân sẽ kiệt sức mà bị áp chế yên tâm phó đài đó rất công bằng không phải ai cũng có thể lợi dụng cơ hội đâu dù là ai lên thì cũng phải thắng liên tiếp trăm trận thì mới có thể nghỉ được cái gì rất nhiều người hoảng sợ thắng liên tiếp trăm trận cũng quá tàn khốc đi mà có thể tiến vào trong tiên cổ này thì đều là những thiên tài là những kiệt xuất của cả tộc trong những người này thì hơn kém nhau bao nhiêu họ đều là nhân vật thiên tài thế nhưng ai dám bảo đảm sẽ thắng liên tiếp trăm trận rất nhiều người tâm chật nguội lạnh việc này quá gian nan, gần như không thể hoàn thành. Người không được nhưng sẽ có người được, sơ đại mạnh mẽ nhất, còn có vương giả của cổ địa, người nào không thể thắng liền trăm trận chứ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là không có những đại địch chiến sinh tử xuất hiện. Được, ta lên trước. Địa ngục khuyển ba đầu ngừa mặt chu lớn, nó là người lên đài đầu tiên, khi vừa cất bước chạm lên sân thi đầu minh mông kia thì nó cảm thấy mình như là một chiếc lá trong trời cao, bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì, võ đài này quá to lớn đột nhiên xa xa trở nên náo loạn tất cả mọi người đều giạt sang hai bên hoàng hắn lại là người đầu tiên chạy tới có người kinh ngạc thời khắc này tất cả mọi người đều quay đầu hồi hộp nhìn hắn sao hắn lại tới sớm vậy chứ chẳng lẽ không muốn cho người khác chút cơ hội nào à rất nhiều người thầm suy đoán hơn nữa là hoàng muốn thắng liên hoàn ép cho quần hùng không dám lên nghinh chiến Trích Tiên, Đình Xuyên, Thập Quan Vương đều bị cho là đã chết, đã bị lôi đình đánh tan, giờ thì ai có thể ngăn được hắn?